Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác quý 2 và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tổng nguồn vốn tín dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đạt trên 3.770 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng so với quý 1. Tổng dư nợ quý 2 đạt gần 3.770 tỷ đồng, thực hiện trên 80% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn chi nhánh đã giúp trên 10.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 2.600 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, giúp hơn 1.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhấn mạnh, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tiếp tục hoạt động theo đúng quy chế, nêu cao vai trò của các thành viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và chỉnh sửa kịp thời những sai sót trong công tác quản lý vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tập trung huy động nguồn vốn của các tổ chức cá nhân, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương dưới nhiều hình thức, giúp người dân nắm bắt kịp thời các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách, đồng thời giúp các đối tượng vay vốn thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của hộ vay.